Như là bữa hổm là có mấy cặp đôi lấy nhau đó, có mời em không? À có gửi cho em cái qua cái Facebook á, hình có cưới. Đi hôn. Hình cưới. Và rất là vui nha quý vị, như vậy là đã bắt đầu có những cặp đôi tham gia chương trình ghép đôi thần tốc đã kết hôn với nhau. Dạ, đúng thật rồi. Ra chương trình mình là còn non lắm, mình cũng mới có một năm chứ nhiêu. Dạ đúng, đúng rồi. Không? Dạ. Mình phải chuẩn bị, mình phải vài năm nữa rồi mới có những cái gala, có những cái kỷ niệm rồi mới có niệm. Những cái cặp đôi họ đôi khi yêu là nhau, họ lấy yêu nhau, nhau họ cưới rồi đem con đỏ. À. Chúng tôi vẫn đang chờ đợi những cái điều đó nha quý vị, đó là những điều rất là hạnh phúc để chúng tôi cố gắng thực hiện cái chương trình ngày càng chất lượng hơn nữa, để cho quý vị tin tưởng. Ai mà còn đang độc thân, đang loay hoay tìm kiếm một nửa yêu thương của mình, hãy mạnh dạn đến với chương trình ghép đôi thần tốc. Và gặp ông mai bà mối rất là dễ thương. Và ngày hôm nay thì với một cái tinh thần hào hứng như vậy, chúng tôi xin chào đón quý vị đến với hai bạn nam của chương trình. Xin một tràng pháo tay chào đón hai bạn nam. Rồi ngồi xuống đây hai em. Và bây giờ bên đàn gái mời hai cô gái xinh đẹp của tôi. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Sweet Couple nha. Dễ thương quá trời, xinh đẹp, xinh xắn luôn. Bây giờ trước khi mà bắt đầu vào chương trình thì tôi xin chia sẻ với các bạn nha. Các bạn đến tham gia chương trình ghép đôi thần tốc, mỗi người sẽ có hai cơ hội. Mình ngồi ở ghế màu đỏ nè, mình ngồi ở ghế màu xanh nè. Mình có quyền lựa chọn đối phương ngồi ở ghế giống như cái màu của mình, hoặc cũng có thể là ở chiếc ghế màu ngược lại. Hiểu chưa ạ? Rồi bây giờ em trai sẽ giới thiệu trước nha, em tên là gì? Dạ, lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị Cát Tường và tất cả các quý vị khán giả trong trường quay của ngày hôm nay ạ. Em tên là Anh Tuấn ạ, năm nay em 26 tuổi ạ. Nghề nghiệp của em hiện tại thì là diễn viên tự do, em đến từ thủ đô Hà Nội ạ. Tuấn vào đây lâu chưa? Em vào đây cũng khoảng được gần một năm rồi ạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Tuấn? Sở trường của em thì có thể là nhảy nhót và thả thính. Điểm yếu của em thì có thể là em hơi khó tính trong tình yêu ấy ạ. Có nghĩa là em là một con người yêu rất là nghiêm túc ấy ạ, là phải chọn vô cùng kỹ lưỡng ấy. Mình có hơi cổ điển quá không? Đúng rồi ạ. Hơi cổ vậy luôn á hả? Vâng. Mà làm diễn viên tự do mà cái nghề nghiệp nó phải phóng khoáng một xíu mà mình lại cổ điển. Phóng khoáng trong vai diễn nhưng mà lại không phóng khoáng trong đời thực. Hay. Rất ngại ngùng trước mặt những cô gái xinh đẹp. Giả dụ như là ngồi trước chị Cát Tường đây là em rất run ạ. Vậy sao thả thính được? Sao nó mâu thuẫn vậy? Thả thính mà run sao thả thính? Thả thính những cô gái bình thường thôi, còn những cô gái xinh là cứng họng luôn đấy. Thả thính những cô gái bình thường thôi, còn những cô gái xinh là cứng họng luôn đấy. Rồi. Khéo miệng quá ta. Khen tôi là biết thả thính rồi. Rồi đó là một số những thông tin của bạn Tuấn ngồi ở ghế màu đỏ. Còn bây giờ cô gái ngồi ghế màu đỏ, em giới thiệu về mình đi. Em tên là Dương Thúy Trinh ạ. Em sinh năm 2003. Em là sinh viên năm nhất. Em cũng làm một mẫu ảnh tự do luôn ạ. Dạ, quê em ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Mục đích tới chương trình này là gì? Dạ, để tìm một người phù hợp với mình. Phù hợp với mình. Rồi bây giờ thế mạnh thế yếu em là gì? Em thì rất là hòa đồng vui vẻ luôn. Em thường là gây một ấn tượng tốt với người ta. Em rất thích nhảy và em rất thích shopping, du lịch và trải nghiệm nhiều thứ mới. Chắc cặp đôi màu đỏ ngồi ghế đỏ này lát tôi cho nhảy cùng nhau quá. Thiệt á. Bên đây chàng trai cũng nhảy, bên đây cô gái cũng nhảy, không biết là phải nhảy cái nhảy gì. Không, thật sự là em không phải là những chuyên nghiệp, em không biết nhảy nhưng mà em rất là thích nhảy luôn. Điểm yếu. Điểm yếu hả? Phải có điểm yếu chứ. Điểm yếu mình phải phát hiện được điểm yếu mình chứ. Em não cá ràng rồi, xong rồi hay quên. Em cũng không phải là gọn gàng lắm. Em không giỏi trong việc nấu ăn. Thật sự là nhiều bạn trai thì thích các bạn nữ nấu ăn, nhưng mà em thì không giỏi mảng đó. Em là một người rất nhạy cảm, rất dễ tổn thương. Chỉ một câu nói thôi cũng có thể khiến em khóc. Em bị suy nghĩ nhiều. Rồi, đó là thông tin của cô gái ngồi ghế màu đỏ. Mời bạn trai ở ghế màu xanh bắt đầu giới thiệu thông tin của mình nha. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Minh Đạt. Hai bạn nữ dễ thương bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Thanh Trí, nickname của em là Phương Nguyễn. Thì năm nay em 27 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu. Ủa sao tự nhiên lại là lấy cái nickname mà không dính gì tới cái tên vậy? Hồi đó là em là khó nuôi á, nên là khi mà nội mới là cho thầy nuôi. Thầy mới đặt tên là Phương, trong giấy tờ là tên Trí. Ở ngoài là tên Phương. Dạ đúng rồi. Bây giờ em thích tên Phương hay tên Trí? Em thích tên Phương. Vậy thì cứ tên Phương. Dạ, công việc hiện tại của em là photographer, diễn viên tự do. Là CFO của Anh Viện Ánh Sáng, dịch vụ cưới hỏi, PA, quay phim, chụp hình. Bây giờ cho chị hỏi một xíu về điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Là vui vẻ, hòa đồng. Em cũng biết nấu ăn, biết chụp ảnh. Có thể chụp ảnh cho bạn bạn nữ. Vậy là cũng tốt, công việc cũng ổn định ha. Dạ. Điểm yếu của mình là gì? Gặp các bạn nữ mà xinh á thì em cũng rất là run. Trời ơi, chụp hình ta, bạn nữ đi chụp hình là đẹp rồi, mình run mà sao chụp? Ao nét hết rồi sao?
Dạ lúc đó em cũng ráng cầm chắc chứ, tại vì bản chất công việc mà. Có khi nào chụp hình cô nào nhìn cổ cái bị hấp hồn chưa, bị cú sét chưa? Dạ cũng có. Nhưng mà tính em thì công việc là ra công việc, nó không có để mà cái tình cảm nó chi phối công việc. Bây giờ tôi đang thắc mắc cô gái ngồi ghế màu xanh là nè, em giới thiệu về mình đi nè. Em tên là Nguyễn Ngọc Xuân Ngân và em sinh năm 2003, quê ở Đồng Tháp và hiện đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học Văn Lang. Trời ơi, con gái Đồng Tháp hiền dịu, dễ thương. Có khi nào nhớ ba nhớ mẹ nằm ở nhà khóc không? Đêm đầu tiên thì có. Có khóc luôn, nhớ ba nhớ mẹ lên thành khóc phố. Khóc luôn. Một thân một mình lên đây, đây ở ký túc xá hay là? Em ở trọ với chị bà con. À. Em hiện đang học quan hệ công chúng. Quan hệ công chúng. Về truyền thông á. Truyền thông. Dạ sau này thì em có ước mơ là trở thành một biên tập viên đài truyền hình. Wow, biên tập viên chỉ đài truyền hình. Chỉ là ước mơ thôi. Không, phải phải phấn đấu và đặt mục tiêu chứ, cũng là hướng về nghệ thuật. Coi như bốn người ngày hôm nay là ai cũng có máu nghệ thuật trong người hết rồi đó. Điểm mạnh điểm yếu em là gì? Thì em là một người biết lắng nghe, em biết nấu ăn. À, nấu ăn ngon. Trong công việc thì em sẽ tập trung và làm việc rất là chuyên nghiệp khi mà vào việc của mình. Còn về điểm yếu thì em là một người dễ tin người, cho nên là em đến chương trình để có thêm nhiều kinh nghiệm về tình yêu để không bị dụ. Ở đây anh với vợ chị Tường là không ai dụ, hai không ai dụ em gì hết trơn đó nha. Dĩ nhiên là em cũng muốn tìm được một bạn nam phù hợp với mình. Hai cô gái thùy mị nó đa quá, có thông tin rồi đó chị Tường. Bây giờ thì quay trở lại với Tuấn nha. Tuấn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Em đã trải qua khoảng 2 mối tình. Khoảng là sao cưng? Phải chính xác chứ, làm như là khoảng 30-40 thì mình mới đếm không được chứ, có 2 mà sao khoảng? Dạ là đã trải qua 2 mối tình chính thức rồi. Chính thức ha, còn cái râu ria là không tính ha. Đúng rồi. Rồi chính thức sao, kể chị nghe về 2 mối tình của em nè. Mối tình của em là một mối tình là thời gọi là thời còn đi học đấy. Là yêu một bạn học cùng lớp. Nói chung là ngày đấy cũng trong sáng, không có gì để nhớ nhiều cả. Nhưng mà nó là một tình đẹp. Vâng, đúng rồi. Còn mối tình thứ hai là sau khi lên học đại học ạ. Em quen cũng được 3 năm đấy. Khoảng thời gian mà quyết định vào thì hai đứa chia tay ạ. Mình không nên để cho bạn nữ phải chờ đợi mình. Thì em chia tay ạ. 3 năm chia tay cái nhẹ nhàng vậy đó hả? Cũng không nhẹ nhàng mấy. Nhìn thì tưởng nhẹ nhàng nhưng mà thực chất là nó cũng không nhẹ nhàng. Có khóc lóc bệnh rịnh gì không? Có nuối tiếc gì không? Cũng có một chút nuối tiếc ạ. Rồi vào đây cả một suốt thời gian một năm vừa rồi thì mình có để ý ai không? Cũng chưa để ý ai ạ. Nên là em mới quyết định hôm nay tham gia để tìm kiếm cơ hội đấy. Em mong muốn tìm một người như thế nào? Dễ thương này, thấu hiểu và ngoan ngoãn là được ạ. Em thì thích một cô gái gọi là không cần cao quá, lùn lùn, tròn tròn cho dễ thương. Lùn lùn, tròn tròn cho dễ thương. Có lùn lùn tròn tròn nữa hả? Có lùn lùn tròn tròn. Ồ, bên có ai lùn lùn tròn tròn không? Bên đây có hết nha. Có hết nha. Đó là những cái tiêu chí của là bạn Tuấn. Tuổi nào thì tuổi kết hôn là nó phù hợp với em? Đến thời điểm chín muồi thì mình cưới thôi ạ, chứ còn già hay trẻ thì không quan trọng. Có nghĩa là nếu bây giờ gặp trúng người mà phải cưới được thì cũng là cưới luôn. Vâng. Đây là cô người mẫu ảnh của tôi. Chuyện tình yêu cô như thế nào? Cuộc tình mà xuất sắc nhất á thì chỉ có một thôi, còn lại thì em cũng không biết gọi là cái đó là cái gì. Gió thoảng mây bay. Là 2 năm trước lúc đó em chỉ có 16 tuổi rưỡi. Là cái tuổi trăng tròn đó anh. Em còn đi để gãy sừng trâu. Dạ đúng rồi, em vừa đi học mà vừa đi làm. Trong lúc đi làm thì em gặp được người đó hơn em 4 tuổi. Hơn em 4 tuổi. Hơn em 4 tuổi, rất đẹp trai. Ôi trai đâu, thầy tả sự đẹp trai của anh cho anh nghe. Nói coi. Chung là bạn đó là người Trung Quốc, mắt hí, mập mập, lùng lùng. Dạ không, bạn đó người cao hơn dai. Ta đẹp trai dữ lắm mà em diễn tả sao ra mắt hí mập mập. Mày biết trong mắt em là người đó đẹp trai. Nói chung là gặp xong rồi mình không quên được luôn á, kiểu xấu tính luôn á nha. Trời ơi, mình kiểu như là cái gì vậy trời, mình về không quên được người ta luôn. Cái xong em còn không biết là người ta cũng bị xấu tính giống em. Ngày nào cũng nhớ hết á, ngày nào cũng nhớ hết người ta luôn, cũng nhớ cái khuôn mặt đó. Cuối cùng xin được quay cái nhắn tin. Cái 3 ngày cái làm người yêu khi nào biết luôn. Thực ra mối tình đó chọn vẹn trong 100 ngày thôi. Trời ơi, em có đếm luôn, em đếm từng ngày luôn. Tính 100 ngày luôn á. Hồi đó em còn trẻ trâu lắm. Xong rồi bạn ấy chia tay em. Chia tay em. Lý do? Hồi đó bạn ấy nói em là em yêu sai cách. Nếu bây giờ em cũng không hiểu tại sao em yêu sai cách, không hiểu tại sao luôn. Sau 2 năm thì có đòi qua lại với em gần đây. Nhưng mà em không chấp nhận. Tại vì mình không phải chấp nhận một người mà đã làm mình đau khổ, tổn thương. Em bị tổn thương rất là nặng nề do cái lần chia tay đó. Bây giờ mẫu người là lý tưởng em là gì? Mẫu người tưởng của em là cao, da trắng xíu. Đừng có lấy cái mẫu của thằng kia ra để so với cái này nha. Ra kể chuyện kia. Không, quan trọng là biết quan tâm tới em. Đừng có bỏ rơi em lúc em cần.
Bây giờ nó nghe nè, khó kiếm ai được có cú sếp ái tình giống người tình trong mộng của mình lắm. Khi thôi, mà mình cho nên là vừa vừa bỏ nó qua bên đi nhá. Bỏ qua chị. Ừ, chứ mà em cứ tìm theo cái người giống vậy hoài là giống như chị 45 tuổi vẫn en en nè. Giống như chị 45 tuổi vẫn en en nè. Bắt đầu ra. Đó, bởi vậy chị en 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 en. Thôi rồi, tỉnh mộng lên mấy cô gái trẻ ơi. Tỉnh mộng đi mấy cô gái trẻ. Đừng bị sét đánh nữa mấy em ơi. Ừ. Sét đánh là en en en. Đẹp quá chứ để dòm bè le bè le chứ không làm được gì đâu. Rồi bây giờ quay lại đâu rồi, tới ai rồi, tôi rối rồi nè. Tình trường trải qua mấy mối tình photo rồi. Photographer nè. Em trải qua hai mối tình. Hai luôn, rồi kể chị tôi nghe. Mối tình đầu tiên là khoảng gần 7 năm. Trời ơi cái gì dữ vậy? Mạnh dữ. Cái mối tình nó trong sáng, ngày thơ trong sáng lắm. Ờ. Cho tới khi là bạn bạn theo gia đình thời gian sau á thì em cũng lên, thì trong một lần tình cờ thôi là em phát hiện được bạn nữ đó là quen một người khác. Phản ứng em như thế nào? Nói chung là em rất là sốc, tại vì nếu mà bạn nữ đó quen một người con trai khác như em á thì cũng không có gì để nói, nhưng mà đằng này là bạn nữ đó lại quen một con gái. Em có nói chuyện trực tiếp với cổ không? Dạ em có nói chuyện và bạn ấy chọn người kia. Dạ. Thôi rồi, mối tình thứ hai. Dạ mối tình thứ hai thì được khoảng 2 năm. Thì lúc đó là thì... con trai hay con gái nè, để tôi hỏi là anh luôn á. Dạ con gái. À con gái, tưởng đâu là em chuẩn men nha. Em chuẩn men nha. Thì quen được khoảng 2 năm thì tụi em cũng là có dự định là tiến tới hôn nhân. Ừ. Kẹt cái là gia đình bên kia là không chấp nhận. Gia đình bên kia là không chấp nhận. Tại sao? Cũng như là có chọn một người ở dưới quê cho bạn đó, và muốn bạn đó là nghe theo lời của gia đình. Tình yêu cũng rồi, chưa đủ lớn. Chưa đủ lớn. Dạ thật sự thì mấy năm nay em cũng có để ý một vài bạn. Em xui lắm là để ý ai cái người ta có chồng à. Đâu nha, là em dòm để ý đụng chị giùm chị cái để coi. Để ý giùm chị cái, để ý chị giùm chị cái coi. Cho mát tay coi. Thôi em dám đụng đâu. Thôi em dám đụng đâu. Trời ơi em để ý thôi sao em đụng. Trời ơi trời. Bây giờ rút coi là cái mối tình 7 năm cũng chưa đụng rồi, cái mối tình 2 năm cũng chưa đụng luôn. Là đụng vô ai là người đó có chồng? Dạ đụng vô là có chồng. Bây giờ em rút kinh nghiệm giùm chị, bây giờ có mối tình nữa em làm ơn em tăng tốc giùm chị một cái. Cái gì đừng nói tôi suối nha. Giờ muốn tìm một người như thế nào? Hơi bánh bèo một xíu. Ừ. Không có cá tính mạnh mẽ quá. À. Dạ. Rồi tóc dài. Ừ. Chăm cho gia đình một xíu. Ừ. Tại vì công việc của em bây giờ nó cũng gọi là nhiều. Hai chàng trai của mình đều là những người thích những cô gái có vẻ nó hơi truyền thống, hơi cổ điển một xíu. Ha. Ừ. À. Rồi hai chàng trai good boy còn sót lại ha. Cô gái ghế màu xanh bên kia đi. Rồi con lành. Sao chị tình yêu em sao? Em chỉ có một mối tình thời đi học thôi. Cấp 2. Cấp 2. Đến bây giờ luôn ế. Lúc đó là em học cuối năm lớp 6. Cuối năm lớp 6. Chị Tường qua học hỏi này Tường ơi. Chị Tường qua đây học hỏi này chị Tường. Ủa tôi lớp 5 tôi đã yêu anh học lớp 6 rồi mà. Rồi tiếp ra. Rồi. Yêu nhau thì nó cũng chỉ là trong sáng, ngây thơ, tuổi học trò thôi. Chia tay vì tụi em học khác lớp với nhau. Sao mà cách lòng? Trời ơi, sao cái cách cái lớp có một bước qua rồi. Chắc vậy rồi, sao mà cách lòng? Trời ơi. Tại vì lúc đó tình cảm nó cũng nhạt dần rồi. Nhạt rồi, tự cảm rồi. Nhận được. Lớp 83, 86 có nhau tới 3 cái lớp. Em nói thế nào với lại bạn ấy? Em nói là chia tay, xong rồi chia tay luôn. Có nói lý do không? Anh hỏi tại sao không? Không cần hỏi lý do luôn. Không hỏi lý do luôn. Duyên tới đây là hết. Duyên tới đây là hết. Mẫu hình lý tưởng của em là gì nè? Cao, tâm lý, nói chuyện hợp với em, và đặc biệt là phải thành thật. Nhìn vẻ bề ngoài thì ít nói, lạnh lùng một xíu hơn tuổi em. Em không muốn quen người bằng tuổi nữa. Rồi hy vọng ngày hôm nay là các bạn sẽ tìm được ha. Các bạn trẻ có những câu chuyện tình hết sức là dễ thương và éo le. À, rồi bây giờ cho chị Tường hỏi ý kiến người thân nha. Ở dưới thì Tường thấy có ba bạn nè. Xin chào tất cả mọi người. Con chào cô, chào chú. Con tên là Trang ạ. Em gái của anh Tuấn ạ. Ngồi nãy giờ xem có hai cô gái ở bên kia thì hiện tại là nhận xét như thế nào? Đầu tiên thì hai em rất là xinh, rất là nữ tính, dịu dàng. Em thì em thích cái em ngồi ghế đỏ hơn. Thì giờ quan điểm của em là thấy Tuấn phù hợp với lại cô ngồi ghế màu xanh hay là ghế màu đỏ? Dạ, với em thì em thấy
Về cái ngoại hình thì em thấy anh Tuấn sẽ thích cô ấy màu xanh hơn. Ừ. Còn về tính cách và cách yêu các thứ thì em nghĩ là anh Tuấn sẽ hợp với bạn người màu đỏ. Rồi, mời em gái. Xin chào tất cả mọi người cùng anh Hứa Vinh Đạt và chị Cát Tường ạ. Ừ, chào em. Em tên là Nguyễn Ngọc Trang và em là thành viên trong ekip của anh Trí ạ. Xem chương trình nãy giờ thì em thấy là bạn gái nào sẽ phù hợp với anh Trí? Ghế màu xanh sẽ phù hợp hơn. Vì chị đó biết nấu ăn, đảm đang để làm một hậu phương vững chắc để anh yên tâm anh làm việc. Vâng, cảm ơn em. Một phân tích cũng rất là sâu sắc ha. Đó là những ý kiến của người thân để cho tất cả các bạn trên này có thể tham khảo thêm thôi. Còn quan trọng vẫn là cảm xúc của chúng ta, và đặc biệt các bạn đều là những bạn trẻ thì cái cảm xúc đầu tiên khi gặp mặt rất là quan trọng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần Mở cửa trái tim. Ô, bạn nhau. Quen rồi hả? Bạn nhau, cười quá. Hai đứa ngoài có yêu nhau rồi hay gì vậy? Dạ không ạ, tụi em có quen nhau và ngày mai tụi em có đi chụp chung một bộ hình cưới ạ. Ngày mai? Vâng ạ. Ngày mai đám cưới luôn hả? Ôi, ngày mai chụp hình đám cưới chung luôn. Ngày mai chụp hình chung bộ đám cưới. Chà, có điều nữa nha. Nhiều khi cái này có điều mà một Trang có tay cho bộ ảnh cưới ngày mai. Trời, nhiều khi bấm hẹn hò là mai đám cưới luôn hả? Ghê vậy. Ba lần gặp rồi mà em không hề biết em gặp anh đây luôn. Thứ nhất là trong phòng tập nhảy, cùng đam mê nhảy nè. Thứ hai là quay game show, thứ ba cũng là quay game show luôn. Bất ngờ không nói nên lời luôn ạ. Em không nghĩ là có duyên mà gặp, có thể gặp nhiều lần như thế. Tìm hiểu thêm nha, tìm hiểu thêm nha. Không, nhưng mà anh đây cũng tròn tròn nè, cũng hay hay với bộ ai cô kia trắng tinh kìa, thấy không, trắng tinh tròn tròn nè. Cơ hội vẫn còn để đó nha. Chí, cảm xúc đầu tiên của em như thế nào khi mà mở cửa trái tim này ra? Thấy hai bạn nữ rất là xinh. Một bạn nữ là dễ thương nè, một bạn nữ thì cũng là cá tính. Nói chung là nãy giờ có bị rung rung gì không? Để coi tim em nó rớt rồi. Quằn miếng cả. Ghê. Còn em gái? Em ngồi lặng luôn vậy. Em thấy cũng khá là bất ngờ. Em nghĩ là sẽ không có cái gu của mình đặt ra đâu. Nhưng mà trong đây thì cũng xem. Tóm lại là tín hiệu đáng mừng là trong hai người này là có người trúng gu em phải không? Xem phải không? Rồi. Để nó đi, bí ẩn còn ở phía trước. Bí ẩn còn ở phía trước để coi bạn nam nào là gu của em. Rồi bây giờ nhảy cái đi nè, cho nó vô cái này, nó có kỷ niệm với nhau nè. Còn cái chuyện chọn ai bấm ai chưa quan trọng. Quan trọng là bây giờ mình đồng nghiệp, mình gặp nhau bây giờ mình biểu diễn cái cho vui nè, được không? Ủa, wow, em người mẫu ảnh hay đi style đi nè. Đứng lên nè, hồi nãy em có nói với chị ta rồi, em là năng khiếu của em là nhảy. Mời. Rồi, em mời đi nè. Wow. You say that you miss me, 'cause where are your actions to prove me you're different? When I say I need you and you head the direction that's leading away from me, baby. Trời ơi, cái gì bắt tay khái được rồi ha. Em thì em có biết nhảy, cũng thích hát hò. Thì em sẽ hát một đoạn để tặng bạn. Thì bài hát này là bài Chờ Em Đến Tháng 13, nằm trong MV ca nhạc của em. Trời ơi, ghê hả? Khi yêu em, anh chẳng mong cầu hay là vì điều gì toan tính. Em kêu xa trong mắt bao người như hàng ngàn tính tố lung linh. Rồi một ngày kia em quay bước đi, một mình anh đơn côi trong đêm cay khóe mi. Đợi chờ em, vì cớ sao em đi không nói một câu. Một năm 12 tháng chờ đợi, bao tháng đợi chờ, than xuân thu đông hạ sang. Và khi anh nhận ra rằng mình đã lỡ, đánh mất trái tim em không quay trở lại. Đợi chờ em một mai về đây cùng anh, cho dù tháng 13. Wow.
tặng quà đi, mình phải tấn công liền. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên nào chàng trai. À, món quà. Em mở món quà ra đi. À, trong đây là một cây son. Thì lúc nào cũng muốn bạn gái mình là có một cái đôi môi là luôn tươi tắn và xinh xắn. Thì son không thể thiếu đối với một hoàng nữ. Em cảm ơn anh. À, hôm nay đến chương trình thì em có mang đến đây ba thứ. Nó gần như là biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam ấy. Xinh đẹp này, có màu mè này và thơm này. Vâng, và em xin tặng chị Cát Tường. Đó. Wow. Cái này tặng Trinh. Cảm ơn ạ. Cái này anh gửi đến em. Hai cái bông màu hồng, cái bông màu đỏ. Rồi. Vẫn còn băn khoăn nha. Ở đây có hai loại, một cái mặn và một cái nhẹ. Anh thích mặn mòi. Ok. Vậy còn lại cho anh nhé. Phục vụ anh tận nơi chỗ luôn. Cảm ơn em nha. Dạ. Hai anh có biết là tại sao em lại chọn món bánh mì không? Theo anh nghĩ thì là buổi sáng nay em đến tiệm bánh mì và người ta bán cái sandwich. Em mua tiệm. À, đúng rồi, có thể là một lý do, một trong những lý do đơn giản của em. Tại em cũng ăn bánh mì mà, cho nên em tiện mua. Anh nghĩ em chọn bánh mì sandwich vì nó mềm mại. Ồ. Thiếu một lý do. Đó là tại sao em không tặng anh một món hồng hay là một món gì đó chất, mà định là một món đồ ăn. Tại vì chung là nó tốt hơn sức khỏe. Con đường đi đến tình yêu nó phải thông qua cái bao tử. Rồi thì bây giờ chị sẽ mời hai bạn nam chủ động lần lượt qua xin phép được nắm tay hai bạn nữ và nói những cái gì mình muốn nói trước khi chúng ta về vị trí và quyết định bấm nút lựa chọn ai. Mời em. Anh xin phép nắm tay em được không? Được. Thì không biết là sau chương trình này và sau cái lần bấm nút thì là A sẽ chọn A, nhưng mà anh mong là sau chương trình này nếu mà chúng mình có thể là một buổi nào đó rảnh rỗi, anh có thể mời em đi uống cà phê được không? Dĩ nhiên. Ok. Anh xin phép nắm tay Trinh được không? Ngày mai đằng nào cũng nắm tay Trinh mà. À. Ngày mai đằng nào cũng nắm mà. Nói chung là sau những lần gặp Trinh ấy thì anh cũng không nghĩ đây là một sự gọi là trùng hợp đâu. Anh nghĩ là cũng có một cái gì đấy gọi là duyên đấy. Đúng rồi. Là có gì có duyên hay không thì chúng mình chờ đến phút cuối để xem có thể như mình mong muốn thôi. Okay, nhá. Ok ok anh. Em xin phép được đi từ gần tới xa trước. Oh, ghê quá, mỗi người mỗi chiến thuật ha. Ghê quá. Em xin phép được đứng chính giữa. Em ngồi xuống đây đi em ơi. Anh một bàn tay em nha. Trời, cái gì vậy? Rợ tim luôn hả? Em có cảm nhận được gì không? Em cảm nhận là anh rung quá à. Thì nói chung là đứng trước em cũng như là bạn kia thì ai cũng là một người con gái rất là xinh. Thì anh lúc mà cũng là rung, sau xuyến rung động hết. Nên là nếu mà dù cho sau cái bấm nút á, nếu mà mình có duyên hoặc là chọn hay không chọn gì đó thì có thể mình là một người bạn hoặc là anh em. Em rất sẵn lòng vì điều đó. Cảm ơn anh. Tay em rất là ấm. Anh cảm nhận được em cũng rất là run. Anh cũng rất là run luôn. Tim anh nãy giờ rớt ở ngoài anh lụm vô mấy lần luôn á. Thì nếu mà mình có duyên á thì có thể sau cái bấm thì có thể tìm hiểu xa hơn. Còn nếu như mà cảm thấy mình chưa có duyên với nhau thì mình có thể làm bạn hoặc là anh em. Thì cũng hẹn em một cái dịp nào đó gần nhất, hoặc là mình có thể tìm hiểu từ 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 xong rồi tiến xa hơn cũng được. Ok. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Cái cảm xúc đầu tiên nó rất là quan trọng. Có nhiều người cứ nói với chị là nó không quan trọng, nhưng mà đối với Cát Tường, cái cảm xúc đầu tiên cực kỳ quan trọng. Nhắm mắt lại và lắng nghe những cái gì mà anh Đạt sẽ chia sẻ. Đặt tay nút bấm đi. Giờ các bạn hãy hướng mắt về phía trước và lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Bây giờ là khoảng khắc quyết định. Các bạn hãy đưa quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1
3 lần gặp rồi mà em không hề biết em gặp anh đây luôn. Bất ngờ không nói nên lời luôn ạ. Em không nghĩ là có duyên mà gặp có thể gặp nhiều lần như thế. Em thấy cũng khá là bất ngờ. Em nghĩ là sẽ không có cái view của mình đặt ra đâu. Nhưng mà trong đây thì cũng xem. Thì nói chung là đứng trước em cũng như là bạn kia thì ai cũng là một người con gái rất là xinh. Thì anh lúc mà cũng là rung, sao xuyến, rung động hết. Nói chung là sau những lần gặp Trinh ấy thì anh cũng không nghĩ đây là một sự gọi là trùng hợp đâu. Anh nghĩ là cũng có một cái gì đấy gọi là duyên đấy. Đúng rồi. Là có gì có duyên hay không thì chúng mình chờ đến phút cuối để xem. Dạ, bấm. Hết thời gian à. Tại sao hồi nãy tâm sự với nhau đồ là có duyên với nhau quá mà gặp đó em chắc chắn là duyên đó. Rồi nói với nhau là nếu mà hẹn hò, nhắn tin là cuối cùng không bấm. Em chưa có sự tin tưởng ở anh là anh sẽ thật sự là muốn hiểu em hay là thật sự là muốn yêu. Em chưa cảm giác được cái điều đó. Rồi, vậy em quyết định không bấm. Rồi. Em chưa cảm nhận. Còn em? Em không có rung động với ai hết. Em nghĩ sao có một anh đang bấm em? Thật ra thì cảm xúc của em thì em rất tôn trọng nó. Và em phải xin lỗi anh. Rồi Trí thì sao? Sợ thì em cần tìm một cái người con gái gọi là phụ nữ của gia đình một xíu. Hiện tại gia đình em đang rất là hối em cưới vợ. Ừ, chị cũng thấy điều đó. Chị cũng rất là trân trọng quyết định của em. Thế còn Tuấn thì sao? Bạn gái em ở ngồi ghế xanh ấy, khá là hiền lành mà lại đúng gu của em đúng không? Mình coi mình tưởng đâu là sẽ dính nhưng mà cái kinh nghiệm của Tường là bốn bạn này rất là khó được thành đôi với nhau. Các bạn có thích đó nhưng mà các bạn suy nghĩ quá nhiều và suy tính quá nhiều. Thôi thì hôm nay là mình thất bại thì các bạn cũng đã kết nối được với nhau, làm bạn bè anh em đồng nghiệp với nhau ở ngoài đời. Và biết đâu một cái tình yêu, một cái duyên gì đó nó sẽ đến với các bạn trong một ngày không xa. Cảm ơn tất cả các bạn vì đã đến với chương trình ngày hôm nay. Rồi. Ra đây cơ. Và bây giờ thì Tường xin thay mặt cho chương trình gửi tặng mỗi bạn một phần sản phẩm cốt xích gà của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon và tròn vị hơn, tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có chứa MSG và không có chất bảo quản. Rồi, gửi tặng cho hai em nha. Rồi, và đối với cặp đôi thất bại thì đừng có lo nhé, bởi vì chương trình cũng sẽ dành tặng cho các bạn một phần quà, đó là gói premium của ứng dụng Speak Couple. Một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh, thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Và trong ứng dụng này thì các bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối rất là duyên dáng nha. Và một lần nữa xin cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speak Couple đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speak Couple, có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng NetLove. Hãy truy nhập ứng dụng NetLove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Và chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9. Phát sóng vào lúc 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại.